Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Châu Thanh bóp chặt bàn tay khiến Toan Tú Tài đau đến run người. Có chịu nói hay không? Không, muốn chết. Cứ việc ra tay. Châu Thanh quá tức không còn nghĩ ngợi gì nữa. Bàn tay giơ lên định đánh xuống đỉnh đầu của Toan Tú Tài. Bùng! Châu Thanh bị luồng chấn lực đẩy lùi ra sau mấy bước. Toan Tú Tài cũng bị đẩy lăn sang bên. Trước mắt lại thêm một cụ già độ 50 ngoài tuổi xuất hiện. Châu Thanh đôi mắt nảy lửa quét nhìn đối phương rồi hỏi: "Các hạ là cao nhân phương nào?" Cụ già không trả lời, hỏi vặn lại: "Ngươi là Châu Thanh, phải? Ngươi cứ theo dõi môn hạ của ta là có mục đích gì?" Châu Thanh trong lòng rúng động, chàng đưa ánh mắt nhìn kỹ lại đối phương một lượt rồi hỏi: "Các hạ là sư phụ của y?" "Không sai." Châu Thanh lùi lại hai bước. Thật ra chàng chưa hề biết mặt Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên bao giờ. Nay đứng trước hoàn cảnh này, chàng biết nói thế nào để cho đối phương hiểu rõ thân phận của chàng. Nghĩ ngợi giây lát, chàng liền nói: "Lệnh đồ sử dụng kim cang chỉ có phải do các hạ dạy không?" "Phải thì sao?" "Theo tại hạ được biết, trong giới võ lâm hiện nay chỉ có hai người biết sử dụng công lực ấy." "Hai người nào?" "Một là Ngọc Diệt Vô Địch Cam Tổ Niên, còn người thứ hai là đồng tử theo hầu Mã Ô Xuyên." Cụ già nghe nói giật mình, mắt lộ hung quang. Ông ta trầm giọng rồi nói: "Việc ấy có liên quan gì đến ngươi hả?" "Quan hệ rất lớn. Ngươi nói thử xem. Các hạ có phải là Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên chăng?" Nói dứt, mắt của chàng như hai luồng điện nhìn đăm đăm vào mặt để dò xem phản ứng. Cụ già vừa nghe nói quát lớn, dùng tài bắn ra ba đường chỉ phong nhằm vào ba đại tử huyệt nơi trước ngực của Châu Thanh. Châu Thanh rêu lớn: "Kim cang chỉ!" Tay mặt của chàng liền phất nhẹ, ba đường chưởng lực của đối phương đã bị hóa giải một cách dễ dàng. "Đại sư huynh, quả thật là ngươi?" Cụ già lão đảo lùi lại mấy bước lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói gì?" Châu Thanh xúc động vô cùng: "Tại hạ là đứa con ra đời trước ba ngày gia phụ bị hại đó." "Người xin cáo lỗi, truyện bị thiếu một trang." Châu Thanh đưa tay nắm lấy bả vai của Mã Ô Xuyên rồi vụt hỏi: "Đại sư huynh, người ấy là ai?" Mã Ô Xuyên lão đảo như muốn ngã, đôi mắt nhắm lại: "Thiếu chủ, người thiếu niên sát hại chủ nhân ấy là tôi." Châu Thanh sửng sốt hỏi lại: "Là ngươi?" "Vâng, là tôi." Dịch Tú Vân cùng Toan Tú Tài đồng một lúc rú lên một tiếng thất thanh. Thật vậy, đây là một điều bí mật mà ai nghe cũng phải đều rung động. Mắt của Châu Thanh như rướm máu, chàng nghiến răng kèn kẹt. Tay trái từ từ giơ lên, giọng nói như một án lệnh: "Mã Ô Xuyên, ta phanh thay ngươi ra muôn đoạn." Bầu sát khí bây giờ đã bao trùm mọi nơi, gương mặt của ai nấy đều lộ vẻ sợ sệt. Toan Tú Tài rú lên một tiếng: "Sư phụ!" liền xông đến cản trước mặt của Châu Thanh. Mã Ô Xuyên lớn tiếng quát: "Tú Mai, không được vậy!" "Sư phụ!" "Không được, giang ra đi, nếu không sư phụ sẽ chết không nhắm mắt đó." Cô gái cải trang Toan Tú Tài nghe sư phụ quát liền dừng bước, đứng một bên run rẩy, mặt trong ảm đạm vô cùng. Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên bình tĩnh nói với Châu Thanh: "Thiếu chủ, tôi rất vui mừng được ngày hôm nay, ngày mà tôi chuộc được tội lỗi mà tôi đã làm. Trước khi chết tôi không thỉnh cầu một điều gì, chỉ xin thiếu chủ, Lục Tú Mai là đồ đệ của tôi. Tôi đã dùng khẩu quyết luyện tập võ công cho nó. 3 năm trời, nó cũng đã từng gian nan, khổ sở mạo hiểm kiếm được Ngư Long Châu
tặng cho tôi để khôi phục lại võ công ngày xưa. Xét thấy nó vô tội, mong thiếu chủ tha cho nó được sống sót. Châu Thanh gằn từng tiếng. Ta đồng ý điều kiện đó. Mã Âu Xuyên liền quỳ xuống đất, ngước mặt lên trời lẩm bẩm khấn vái. Chủ nhân, Mã Âu Xuyên này đã phản chủ, nài xin chết để chuộc tội. Xin anh linh của chủ nhân chứng giám. Nó dứt lời, đôi mắt từ từ nhắm lại. Châu Thanh giơ chưởng đánh nhẹ một cái. Một tiếng kêu thảm khốc. Bảy nơi huyết quản của Mã Ô Xuyên từ từ rịn máu. Ông ta nằm lăn xuống đất chết tươi. Lục Tú Mai khóc thét lên một tiếng bi thảm. Đoạn đưa tay đập vào đầu tự sát theo thầy. Dịch Tú Dân cản lại nhưng không còn kịp nữa. Vừa khóc than thảm thương. Mai muội, em tội chi phải làm như vậy? Hận giết cha đã khiến cho Châu Thanh mù quáng. Chàng không còn biết gì nữa. Liền xòe bàn tay như là một con dao, nhắm vào cổ của Mã Ô Xuyên chặt xuống để lấy thủ cấp. Sư đệ, không nên làm thế. Mấy bóng người trong lúc ấy đã phi đến nơi, thì ra ngoài sư huynh cùng sư tỷ của Châu Thanh cả. Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi giờ đây đã khôi phục lại bộ mặt thật. Họ đều tỏ vẻ xúc động vô cùng. Đi lên phu nhân giọng nhỏ nhẹ nói, sư đệ, Mã Ô Xuyên chết cũng đáng tội, nhưng xét lại cũng chỉ bị người chủ mưu dồn vào thế bí mà làm. Tưởng tình đã biết hối hận và có lòng báo thù cho chủ. Những điều đó mong sư đệ tha thứ cho người chết được toàn thay. Châu Thanh nghe nói xuôi tai, nước mắt chảy ròng. Đệ đã hứa với mẫu thần, quyết cốc chủ nhân là thế nào cũng phải đem thủ cốc của hung thủ về trình cho người. Nghịch Lữ Quái Khách lúc này nói, sư đệ, có hai thủ cấp của Thông Thiên giáo chủ cùng Nhất Thống hội trưởng cũng đủ lắm rồi. Dịch Tú Dân đang cặm cụi lo đào đất chôn thay cho hai thầy trò của Mã Ô Xuyên. Quái Khất Nhiếp Phi thở dài buồn bã, ông từ từ đến bên hai tử thi. Hai tay nâng đến bên mộ quyệt giúp cho Tú Dân mai táng. Châu Thanh đưa mắt nhìn về Mạc Kỳ Bình và nói, Kỳ Dân, sự việc xảy ra cô nương cũng đã thấy rõ. Vậy nên về bẩm trước với sư phụ đi, chúng tôi sẽ đến. Kỳ Bình cúi đầu vâng lệnh, đoạn quay mình đi mất dạng. Châu Thanh dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Chàng lấy tay phủi bụi trên quần áo, đứng thở dây lâu rồi không biết sao, từ từ đi về phía Dịch Tú Dân đang đứng thương tưởng đến hai người xấu số. Dân muội, trước đây mọi việc đều hiểu lầm, huynh đến đây để chịu tội cùng em. Nói dứt lời, chàng nghiêng mình như chuột lễ. Đôi mắt u buồn, Tú Dân vừa oán giận vừa lạnh lùng đáp lại, ta không dám nhận. Dân muội, mong muội nên hiểu rõ lòng anh. Ta rất hiểu, Châu Thanh. Ta mong huynh đừng nên vì lời nói của cha ta mà làm vậy. Tình yêu không thể miễn cưỡng thương hại, càng không thể bố thí cho được. Châu Thanh lặng yên trong giây lát rồi khẩn khoản nói, dân muội, anh không bắt buộc em, nhưng anh nói thật cho em hiểu là anh yêu em. Sắc diện của Dân thay đổi liên hồi, nàng làm sao không yêu Châu Thanh được. Hai bên đã tự hồi nhỏ sống với nhau, sao do cha mẹ định hôn cho, và hiện giờ cả hai đều biến thành kẻ trơ trọi ở trên đời, không cha không mẹ. Thử hỏi mối tình này còn gì quý cho bằng. Nàng cứ đứng trơ lặng lẽ, tâm thần rối loạn. Châu Thanh lại nói tiếp, dân muội, giờ đây nợ máu chưa trả, anh phải đi ngay, không hiểu có nên nói với em một câu giả biệt hay không. Dân mấp máy đôi môi, đôi má ửng hồng thỏ thẻ, Thanh ca, em cùng đi với anh. Dân muội, Thanh ca, đôi mái đầu xanh giờ đã hiểu nhau, qua xúc động, họ ôm chầm lấy nhau thổn thức, mặc cho con tim cùng hòa theo nhịp điệu ái ân. Thời gian quý báu trôi qua, Thanh từ từ buông Dân ra. Chàng thò tay vào người, lấy ra miếng quyết tâm, âu yếm, treo vào cổ của người yêu rồi dịu dàng nói, em Dân, từ đây trở đi em sẽ là nữ chủ nhân của quyết cốc đó. Đôi mắt dịu hiền, Dân mỉm cười, lòng rộn rã vì vui sướng. Châu Thanh liền dắt Dịch Tú Dân đến giới thiệu từng người. Xong xuôi đâu đấy rồi, chàng liền nghiêm nghị quay sang hỏi Quỷ Ảnh Tử.
Nhị sư huynh, chúng ta phải hành động bằng cách nào đây? Quỷ ảnh tử Tây Môn Liệt đưa ánh mắt nhìn mọi người một lượt đoạn nói. Trước đến Thông Thiên Giáo, sau qua Nhất Thống Hội, sư đệ thấy thế nào? Châu Thanh trầm giọng nói. Tiểu đệ có một vài lời nói trước cùng chư vị sư huynh tỷ là thủ cấp của hung thủ, phải cho tiểu đệ chặt lấy. Vì vậy các người phải nhường cho tiểu đệ đối phó với hai tên đầu gọc này. Địa Linh phu nhân cười hiền hậu. Sư đệ cứ an tâm, trừ em ra, mấy người đây đâu phải là địch thủ của hai tên ma đầu ấy. À, còn Mã Ô Xuyên đã phạm vào tội hại sư nghịch đồ, tất nhiên bị loại ra khỏi môn phái. Bây giờ chúng ta cần nên sửa chỉnh lại thứ bậc để xưng hô, sư đệ nghĩ thế nào? Mọi người đều hướng về phía Châu Thanh chờ đợi. Thanh trầm ngâm, đoạn chàng liếc nhìn dân với sắc mặt vẫn còn u buồn, chàng thở ra và đáp. Mã Ô Xuyên có tội, song đấy là chuyện của 18 năm về trước rồi. Khi ta cùng chư vị kết nghĩa huynh đệ thì con người của Mã Ô Xuyên đã hoàn toàn lương thiện. Giá lại người đã chết, chúng ta không có lẽ gì phải loại bỏ người một cách nhục nhã như vậy. Theo ý đệ, chúng ta vẫn giữ y như cũ là hơn. Mọi người đều đồng thanh nói, sư đệ nói đúng, giờ chúng ta nên lên đường. Sáu bóng người cùng nhau kéo đi, họ dở huynh hướng về phía Đoạn Hồn Cốc, tổng đàn của Thông Thiên Giáo tiến thẳng. Dọc đường Châu Thanh như không hiểu lên tiếng hỏi Tú Vân. Vân muội, em cùng cô gái cải trang toan tú tài có liên hệ gì chăng? Vân buồn dào dào thở ra nói. Kết nghĩa chị em đã được nửa năm rồi. À, em Vân, về cái chết của nàng anh cảm thấy áy náy ở trong lòng. Vân nhìn Thanh an ủi. Anh Thanh, việc đó không phải do anh ra tay. Thôi cái gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Thời gian qua mau, phút chốc mà mọi người chỉ còn cách 10 dặm đường là tới Đoạn Hồn Cốc. Bỗng thấy có hai bóng người đang đứng trước mặt như chờ đợi. Châu Thanh vừa nhìn thấy đã biết ngay là phó giáo chủ của Thông Thiên Giáo Huỳnh Thượng Hương, cùng đồ đệ là Mạc Kỳ Bình. Chàng liền đến trước rồi gọi lớn. Ngũ sư tỷ. Bọn quỷ ảnh tử cũng kéo ra đến trước mặt của Huỳnh Thượng Hương. Riêng Địa Linh phu nhân cùng Huỳnh Thượng Hương vốn là hai nữ tỳ ở bên cạnh Cam phu nhân từ thuở nhỏ. Họ thương yêu nhau như chị em ruột. Trải qua một trận suýt chết và 18 năm ly lạc, nay lại gặp lại nhau. Nước mắt hai người chảy ròng nghẹn ngào chẳng nói được câu nào. Phúc đoàn viên ai nấy đều ngậm ngùi thương xót, tủi tủi mừng mừng. Hồi lâu thì Châu Thanh hỏi Huỳnh Thượng Hương. Ngũ sư tỷ, Kỳ Bình đã thưa lại cho chị nghe tất cả rồi chứ? Giọng rầu buồn chán nản Huỳnh Thượng Hương thở ra nói. Sư đệ, vậy mà lâu nay chị tôn kẻ thù làm cha, thật xấu hổ, đôi khi chị muốn tự giận cho khuất. Sư tỷ, chị chớ nghĩ như vậy, việc này có ai ngờ được đâu. Sư đệ, chúc em báo xong phụ thù, chị đi thôi. Đi, chị định đi đâu bây giờ? Huỳnh Thượng Hương cười thiểu não nói. Sư đệ, em có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khó xử của chị chăng? Châu Thanh gật đầu như thấu hiểu, thương hại và nói. Sư tỷ, chị muốn trở lại sư môn sao? Muốn lắm, nhưng chị không thể. Nàng là con dâu của Thông Thiên Giáo chủ, với tình nghĩa cha chồng nàng dâu. Nàng lại là môn hạ của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên, với tình nghĩa sư đồ Thông Thiên Giáo chủ, là kẻ chủ mưu giết hại Ngọc Diện Vô Địch. Nàng không thể vì thầy mà giết cha chồng, cũng không thể vì thâm tình mà bỏ qua mối quyết thù của sư phụ. Ra đi, chỉ có phương pháp duy nhất ấy nàng có thể làm. Địa Linh phu nhân thương hại nói. Chị Hương, mong có một ngày chúng ta lại gặp nhau. Vân muội, rồi cũng có ngày ấy. Bọn quỷ ảnh tử cũng đã hiểu sự thật, không còn phương pháp nào khả dĩ lưỡng toàn, nên cũng đồng thanh chúc thượng lộ bình an. Châu Thanh bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng cất tiếng hỏi. Sư tỷ, Huỳnh Tiểu Phương giờ ở đâu? Thượng Hương lấy tay chỉ về phía sau và nói. Không phải đang đến kia sao? Châu Thanh theo hướng ngón tay chỉ, quả thấy có một bóng mờ ảo đang từ xa đi lại. Huỳnh Thượng Hương chào xong mọi người rồi lặng lẽ khẽ nói. Các vị đồng môn, ta Huỳnh Thượng Hương chỉ có thể làm đến đây thôi. Xin cáo từ các vị.
Nó dứt lời liền đưa tay ra dắt Mạc Kỳ Bình hối hả đi như Tiểu Phương đang đi tới. Phương em, Thanh ca, hai người quá xúc động ôm chặt lấy nhau. Dần thấy vậy mặt nhợt nhạt tiến đến gần. Nghịch Lữ Quái Khách lo ngại vội can. Sư muội, em biết cô ta là ai không? Dần hỏi tộc. Là ai? Hận Thế Ma Cơ đó. Mắt của Dần mở tròn kinh ngạc. Sao? Nàng là Hận Thế Ma Cơ ư? Dần. Nàng đổi lớp Hận Thế Ma Cơ theo bảo vệ cho Châu Thanh. Thảo nào? Nghịch Lữ Quái Khách đem đầu đuôi câu chuyện giải thích cho nàng nghe. Thoạt đầu Dân hơi buồn, xong dần dần nét mặt nàng dịu lại rồi lẩm bẩm. Nàng đáng được lòng yêu quý của Thanh ca lắm. Sư muội, em nên chia sẻ cho nàng một phần hạnh phúc. Dịch Tú Dân mỉm cười, nụ cười dịu hiền và rộng lượng. Đoạn tiến đến hai người. Thanh hồi hộp ở trong lòng, chàng buông Tiểu Phương ra rồi quay nhìn Dân. Dân nắm lấy tay của Tiểu Phương rồi thân mật nói. Phương muội, em cao thượng và lòng dĩ tha, chị cảm phục lắm. Phương ngơ ngác e dè nhìn Dân. Nàng không hiểu đối phương nói vậy là có dụng ý gì. Dân không nỡ để cho Phương phải phân vân. Nàng mỉm cười rồi dịu giọng nói. Phương muội, chị hy vọng chúng ta có thể chung sống hạnh phúc bên nhau. Câu nói tuy đơn giản, song thành khẩn, biểu lộ sự quảng đại hiếm có. Thanh nhìn Dân cảm động nói. Dân em. Dân liếc nhìn Thanh vừa trịnh trọng lại vừa thiết tha. Thanh ca, anh có thể giúp cho Phương muội khôi phục lại công lực được không? Châu Thanh gật đầu. Anh sẽ ráng. Phải mất bao nhiêu thời gian vậy? Chỉ độ nửa canh giờ là đủ. Vậy chúng ta đợi nửa canh giờ sau sẽ lên đường. Được. Phương vừa thẹn vừa cảm động cầm lấy tay Dân. Chị Dân, trước kia em đã lỡ có nhiều điều không phải. Dân cười tha thứ. Việc đã qua rồi, em đừng nên nhắc lại. Và nàng quay sang bảo với Châu Thanh. Thanh ca, rừng trúc bên bờ sông kia có vẻ yên tĩnh. Anh đến đấy giúp em Phương khôi phục lại công lực đi. Thanh nghe theo lời nàng cầm lấy bàn tay thon thả của Phương. Hai người tung tăng hướng về phía bờ sông. Dân về lại chỗ bọn Nghịch Lữ Quái Khách lặng lẽ chờ đợi. Ánh hồng le lói hướng trời đông. Cảnh vật xung quanh dần dần rạng rỡ, buổi bình minh quang đãng và tươi sáng. Từ phía bờ sông, Thanh cùng Phương song song tiến về phía mọi người. Nghịch Lữ Quái Khách bước đến trước, xin lỗi về việc đã hiểu lầm, nên có sự đã thương chuyến nọ. Châu Thanh dắt tay Tiểu Phương đến giới thiệu từng người một. Đâu đó xong xuôi rồi, một đoàn bảy người đã bắt đầu lên đường. 10 dặm hành trình phút chốc đã đến nơi. Châu Thanh nhờ những ám hiệu của Mạc Kỳ Bình đã dạch sẵn, nên đi trước dẫn đường. Mọi người không thấy khó mấy, đã vào đến đoạn hồn cốc khẩu. Bạn hữu ở nơi nào đây? Tiếng quát vừa dứt, 6 người hán tử đầu chích khăn xanh từ trong bụi nhảy ra, đứng thành hàng một, chắn ngang ở giữa đường. Châu Thanh giả vờ không hề nghe thấy, cứ thẳng bước tiến vào. Sẻn sẻn. 6 tên hán tử đã tuốt binh khí ra cầm tay. Châu Thanh vốn đã hậm hực ở trong lòng, muốn xào giết hết cho kỳ được kẻ thù tức khắc mới nghe. Giờ thấy bọn chuột nhắt múa men, cản trở. Chẳng nói chẳng rằng liền dung chưởng đánh ra, một đạo kình phong như bài sơn đảo hải, ào ào tuôn ra, tiếng giống thảm khốc. 6 tên hán tử chưa thấy rõ mặt mũi của đối phương, đã ngã lăn ra chết tại trận. 7 bóng người nhanh nhẹn như sao băng lướt nhẹ vào cốc nội. Đứng lại! Tiếng quát đinh tai truyền ra. 10 bóng người cùng lập tức xuất hiện. Cầm đầu chính là Đồng Thiết Nhị Kim Cang. Nhị Kim Cang vừa trông thấy Châu Thanh, Đồng Thất Thanh gọi. Tiểu tử, thì ra là ngươi! Vừa nói hai người vừa đưa mắt nhìn ra phía sau. 6 người của đối phương gồm có Quỷ Ảnh Tử, Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi đã tháo bỏ bộ mặt nạ, nên họ không nhận ra được. Riêng Địa Linh Phu Nhân cùng Quỳnh Tiểu Phương cũng có mặt, đã khiến cho họ kinh dị vô cùng. Châu Thanh mặt đầy sát khí, quét nhanh đối phương một lượt. Đoạn lạnh lùng nói, gọi giáo chủ của các ngươi ra đây nói chuyện. Đồng Kim Cang buông tiếng sang sảng, tiểu tử, người đâu có xứng nói chuyện với giáo chủ của ta. Châu Thanh cười nhạt rồi nói,
Người cứ thử xem xứng hay không. Lời vừa dứt, chàng dung chưởng nhắm ngay đồng kim cang đánh ra. Một tiếng kêu thảm khốc, thân hình của cụ già như diều đứt dây bay bổng lên trời. Các tài cao thủ của Thông Thiên giáo chủ thấy thế ai nấy đều hãi kinh. Thật vậy, đồng kim cang được liệt vào hàng cao thủ bậc nhất của Thông Thiên giáo, không dè chỉ một chưởng của đối phương cũng không chịu đựng nổi. Mặt mày của Thiết Kim Cang tái xanh, liên tiếp thối lùi mấy bước rồi quát hỏi: "Tiểu tử, ngươi đã luyện xong gió công trong kỳ thư hộp đen?" Châu Thanh thản nhiên nói: "Ừ, rồi sao?" Các tài cao thủ của Thông Thiên giáo vừa rồi chứng kiến thế chưởng vũ bão của Châu Thanh, ai nấy đều hoảng hồn đứng thừ người ra không dám cử động. Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt thấy vậy liền bảo lớn: "Sư đệ, chúng ta xông vào nhanh lên." Bỗng lúc ấy một âm thanh từ xa vọng lại: "Giáo chủ đã đến." Cao thủ của Thông Thiên giáo nghe xong lập tức phân ra hai hàng đứng chờ. Một cụ già đầu đội kim khôi, mình mặc áo tím, từ xa đi đến phía sau, có 12 hán tử theo hầu. Châu Thanh vừa thấy mặt của kẻ thù, mắt đỏ như máu, chàng tiến đến một bước rồi lớn tiếng: "Giáo chủ, ngươi còn nhớ Ngọc Diện Vô Địch đệ nhị hay không?" Thông Thiên giáo chủ nghe hỏi giật mình quát tháo: "Tiểu tử chính là ngươi?" Châu Thanh nghiến răng nói: "Đúng, chính là ta." Lời của Châu Thanh vừa dứt nói ra khiến cho các tài cao thủ Thông Thiên giáo thải đều lạnh người. Cụ già tóc bạc đây đã khiến cho Song Tuyệt lão nhân phải khiếp sợ chuồn đi. Lại chỉ có ba chưởng đánh Thông Thiên giáo chủ phải trào máu. Tin này mà ai chẳng nghe qua không kinh hồn tán đỡm sao được. Thông Thiên giáo chủ trấn tĩnh tinh thần, ông ta lớn tiếng nói: "Tiểu tử, người..." Đôi mắt của Châu Thanh như nải lửa, mặt đầy sát khí, chặn ngang lời nói của đối phương: "Các hạ còn nhớ Tam Chỉ Tri Hồn Mã Ô Xuyên không?" Thông Thiên giáo chủ nghe nhắc sợ toát mồ hôi. Hắn lớn tiếng quát: "Châu Thanh, người đến với mục đích gì?" Châu Thanh gằn từng tiếng một: "Nợ máu trả máu, đến để lấy đầu người của ngươi." Tiếng nói như là một mệnh lệnh tử hình, khiến cho ai nghe cũng phải rung động. Thông Thiên giáo chủ thét lớn: "Tiểu tử, ngươi là ai? Nghe đi, ta là con trai của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên, Ngọc Diện Vô Địch đệ nhị, nghe rõ chưa?" Thông Thiên giáo chủ bước lùi một bước, mặt xám như chạm, tiếng nói lạc đi: "Ngươi có thể là con của Cam Tổ Niên được sao?" Châu Thanh liền bạch ngực ra để hiện quyết tâm chói ngời rồi gằn giọng: "Các hạ, xin giới thiệu cho người biết, mấy vị sau lưng đều là đồng môn sư huynh muội. Người thấy đã đủ sang bằng Thông Thiên giáo của nhà ngươi hay chưa?" Thông Thiên giáo chủ run sợ, mồ hôi ướt đầm cả trán. Nghĩ đến trận đấu hôm nọ, một sự đe dọa từng làm ông hoang mang. Có ai dè đâu sau 18 năm bạc tâm lặng tiếng, Ngọc Diện Vô Địch lại có người con tìm đến trả thù. Mà gió công của cậu còn cao hơn cả Ngọc Diện Vô Địch năm xưa nhiều. Nhưng tại sao đối phương lại biết rõ ông là người chủ mưu gây nên vụ án mạng năm xưa? Lẽ nào Mã Ô Xuyên lại dám tiết lộ? Giả lại Mã Ô Xuyên đã bị chính tay ông hạ sát từ lâu rồi kia mà. Ông nhìn thấy Huỳnh Tiểu Phương đang đứng bên. Đối phương liền quát hỏi tiếng: "Phó giáo chủ đâu? Người đã rời cốc. Từ tối hôm qua mãi đến giờ chưa thấy về." Châu Thanh quát lớn: "Lão thất phu, người nạp mạng đi." Và chàng tung mình đến trước mặt của Thông Thiên giáo chủ. 12 tên hán tử đứng sau lưng của giáo chủ đã nhanh nhẹn xông tới trước ngăn cản. Châu Thanh dung song chưởng đánh ra, 12 bóng người như chiếc lá rụng tung bay tứ tán. Không để cho họ kịp dừng bước, người của chàng đã đến sát bên Thông Thiên giáo chủ rồi. Máu căm hận cuồn cuộn nổi lên, bầu sát khí bao trùm khắp nơi. Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt liền hô lớn: "Tiến lên!" Tức thì nghịch lữ quái khách, Quái Khất Nhiếp Phi, Địa Linh Phu Nhân, Dịch Tú Dân cùng Huỳnh Tiểu Phương đồng thanh cung ứng, xông vào đám cao thủ của đối phương ra tay sát phạt. Một trận đổ máu bắt đầu khai diễn. Quỷ Ảnh Tử nhắm ngay Thiết Kim Cang còn kỳ dư thì phân ra tứ phía công phạt đám cao thủ của Thông Thiên giáo. Mắt của Châu Thanh như nảy lửa, miệng quát lớn: "Lão thất phu, giờ đền tội của ngươi đã đến." Dù một tiếng, một chưởng đánh ra thế mạnh vô cùng,
Thông Thiên giáo chủ liền lách mình né tránh, chưởng lực ấy đã lập tức phản kích lại một chưởng. Châu Thanh không thèm để ý đến luồng chưởng của đối phương. Dù dù hai đạo kình phong như bài sơn đảo hải khiến chàng cũng phải lảo đảo mấy cái. Hai chiêu vừa qua đôi bên đã hiểu biết sức lực của nhau. Một trận đấu thí mạng đã bắt đầu từ giờ phút này. Châu Thanh tuy công lực thâm hậu nhưng Thông Thiên giáo chủ lại là nhân vật nhất nhì của võ lâm. Hơn nữa trong tình thế liều mạng của ông ta đâu phải là một chuyện tầm thường. Một gã liều mạng trăm người khó đương. Phút chốc đã trao đổi 10 hiệp ngoài chiêu thức của đối phương kỳ ảo lạ thường ra. Tài lại ác độc, có thể nói rằng trận đấu này cổ kim hy hữu. Xung quanh hai người những tiếng quát chấn động, luồng chưởng phong ào ào như bão táp mưa sa. Đường kiếm chớp nhoáng tựa như sao băng điện chớp, thỉnh thoảng lại nổi lên vài tiếng kêu thảm khốc. Vài ba thay người lại rơi xuống đất, máu chảy đầy sân. Những tài cao thủ này đều được lựa chọn một cách đặc biệt trong giáo phái. Bất cứ một tài cao thủ nào cũng có thể liệt vào hạng đệ nhất cao thủ của võ lâm giang hồ. Vì vậy mà bọn quỷ ảnh tử muốn hạ cho được họ cũng là một việc trăm đắng ngàn cay. Quỳnh Tiểu Phương là người yếu nhất trong đám, lại phải cầm cự với cụ già cùng một hán tử của đối phương. Càng đánh nàng càng bị đưa vào thế thủ, lắm lúc phải trở tay không kịp. Quỷ ảnh tử Tây Môn liệt ác chiến dơi Thất Kim Cang, hai bên Thông Thiên giáo lại thêm ba người phụ sức, nên ông ta phải chú tâm lắm mới được. Dịch Tú Dân may nhờ có Thiên Lôi chưởng pháp đem ra sử dụng, một môn tuyệt học cái thế quy lực chẳng vừa, hễ ra tay là có một bóng người ngã gục. Còn ba người Nghịch Lữ Quái Khách, Quái Khất Nhiếp Phi cùng Địa Linh Phu Nhân đứng theo hình chữ phẩm, dựa lưng vào nhau đánh ra những trận chưởng phong ào ạt. Trước mặt ba người thay người chết thôi vô số kể. Đằng này Châu Thanh cùng Thông Thiên giáo chủ qua lại 30 hiệp có dư. Mặc dù giáo chủ đã bị đẩy lùi liên tiếp, song vẫn còn tàn lực để chống cự đối phương. Những kình lực chạm nhau phát ra những tiếng ầm ầm ghê người. Trong phạm vi năm trượng, các đá đều bị chưởng phong thổi bay tứ tán. 40 hiệp lại trôi qua, Châu Thanh như không thể chờ đợi được nữa. Chàng thét lớn một tiếng, nạp mạng đi. Song chưởng tựa như là 12 thành công lực đánh ra, ba phát một lượt. Ba chưởng này quả thật là lợi hại. Thông Thiên giáo chủ chống cự chẳng nổi, ông ự lên một tiếng, thân hình bị đẩy lùi ngồi phịch xuống đất, máu tươi ở trong miệng trào ra. Bỗng lúc ấy một tiếng kêu trong trẻo phát ra. Châu Thanh vội đưa mắt nhìn nhanh thì thấy Quỳnh Tiểu Phương đang bị một chưởng, máu miệng trào ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Châu Thanh hoảng hốt lập tức nhảy đến bên nàng, dùng chưởng đánh trả. Tiếng sóng lập tức vang lên, hai cụ già cùng một hán tử trước mặt của Tiểu Phương như ba khối thịt vụn bay ra xa hai trượng. Phương mũi, thương thế của em. Tiểu Phương gắng gượng cười để cho Thanh yên lòng. Thanh ca, không hề gì đâu. Châu Thanh liền quay đầu nhìn lại. Bỗng gặp Thiết Kim Cang đang định xuất chưởng đánh vào sau lưng của quỷ ảnh tử. Chàng liền thuận tay dung ra năm đường chỉ phong. Tiếng thảm khóc lại réo lên. Thân hình của Thiết Kim Cang đã bị chỉ phong xuyên thủng. Trong lúc ấy Thông Thiên giáo chủ đã gượng đứng dậy tung mình như bay chạy vào ở trong cốc nội. Châu Thanh liền thấy kịp, liền dương người tung mình đuổi theo vừa quát lớn. Chạy đi đâu? Thông Thiên giáo chủ đã nhanh, bóng của Châu Thanh càng nhanh hơn nữa. Chàng đuổi rượt đến 50 trượng, Châu Thanh đã chặn được đường đi của y. Trong thâm cốc liên hồi vọng lại những tiếng còi triệu tập nhân lực cao thủ để ứng phó. Chiếc áo tiễn của Thông Thiên giáo chủ đã nhuộm đầy máu tươi. Kim Khôi bị xiên sệ, nhưng sắc mặt của ông ta không hề thay đổi. Đủ thấy sự gan lì của một đời ma vương, thật không hổ với danh từ giang hồ đã gán cho. Châu Thanh đôi mắt trợn tròn, nghiến răng kèn kẹt, từng bước một tiến lên đến sát người của đối phương. Tiểu tử, bổn giáo chủ thí mạng cùng ngươi. Tiếng quát tháo chấn tai, thân hình của Thông Thiên giáo chủ như điện chớp lao tới, hữu chưởng đánh mạnh vào ngực của Châu Thanh. Bả chưởng giơ cao chụp nhắm vào linh đài huyệt, màu không thể tả.
Châu Thanh thét lớn một tiếng, tay mặt cũng lẹ làng chụp ngay cổ tay của đối phương, tay trái đưa ra nghênh chưởng. Bùng! Một tiếng chấn dội, hai chưởng chạm vào nhau nhưng cả hai không thể lùi ra được, vì tay của Châu Thanh đã siết chặt cổ tay của Thông Thiên giáo chủ như là một kềm siết. Xung quanh đấu trường, tiếng kêu thảm khốc không ngớt vang lên, những bóng người tiếp tục ngã gục. Đôi mắt của Châu Thanh trừng trừng trợn ngược, chàng nghiến răng căm hận. Lão thất phù, trước khi chết, ta chỉ tiếc rằng không nói cho ngươi rõ. Mã Ô Xuyên mới chết ngày hôm qua, trước khi chết, hắn cũng đã rõ hối hận với linh hồn của tiên phụ và cũng đã kể rõ âm mưu thâm độc của nhà ngươi ra. Vậy bây giờ kể như ngươi đã biết lý do của bản án tử hình ngày hôm nay rồi đó. Lời vừa dứt, chàng liền giơ hữu chưởng chặt mạnh một cái nơi bả vai của giáo chủ. Lập tức cánh tay của ông ta đứt lìa khỏi thân hình, máu tươi tuôn ra lây láng. Vậy mà lão ma đầu vẫn cắn răng chịu đựng, không hề thốt ra một tiếng rên. Chưởng thứ hai của Châu Thanh nhắm vào ngực của đối phương mà đánh tới, một tiếng hự nặng nề, cả lồng ngực của ông ta bị dập nát, máu từ miệng phun ra làm ướt cả áo quần của Châu Thanh. Châu Thanh đẩy nhẹ ra, thân người của Thông Thiên giáo chủ ngã lăn xuống đất. Chàng ngước mặt lên trời lẩm bẩm mà khấn vái: cha mẹ, đứa con bất hiếu nay đã thay mặt hai người trả xong mối quyết thù. Chàng từ từ đi đến bên xác của ông ta, một tay cuốn lấy đầu tóc bạc, tay kia chặt ngang cổ. Chiếc đầu của Thông Thiên giáo chủ lập tức lìa thân. Chàng xách chiếc đầu của kẻ thù từ từ đi vào trận đấu như là một hung thần nhìn mọi người. Chúng môn hạ của Thông Thiên giáo chủ thấy giáo chủ đã chết, ai nấy đều kinh hồn, không hẹn mà đều dừng tay lại. Mấy bóng người nhẹ như chớp nhảy đến bên Châu Thanh, đó chính là bọn người của quỷ ảnh tử. Châu Thanh khẽ hỏi: nhị sư huynh, tình hình thế nào rồi? Giết hơn phần nữa, chúng ta có ai bị thương không? Không, có mình Tiểu Phương hơi kém nhưng chẳng hề gì. Tốt, sát! Tiếng sát vừa thét ra, chàng đã dung chưởng đánh về phía thủ hạ của Thông Thiên giáo chủ. Tiếng rền la thảm khốc vang lên, tám thay người lập tức ngã lăn ra đất. Tiếp theo bọn nghịch lữ quái khách cũng như một đàn hổ xông vào quận hồ đánh giết. Đoạn hồn cốc máu tươi như mưa, bầu trời u ám. Thông Thiên giáo chúng như là một bầy thú bị hy sinh. Bên này đánh qua bên kia đánh lại, thầy chết thôi không kể xiết. Sau cùng họ chỉ còn có cách trốn thoát để mong lánh nạn. Cuộc tàn sát kết thúc rất nhanh chóng. Chỉ trong có mấy khắc mà thây đã chất đóng, máu chảy tựa sông, bầu không khí trở lại tĩnh mịch như để mặc niệm cho những quan hồn uổng tử. Châu Thanh lại lớn tiếng ra lệnh: quét sạch xào quỷ của chúng. Chàng tung mình đi trước, sáu người lần lượt theo sau. Nhờ dấu chữ thập của Mạc Kỳ Bình đã chỉ cho Châu Thanh con đường đi đến dinh trại. Trước mắt là một dãy nhà đồ sộ, nóc cao vút trời. Ở trên lầu có một tấm bảng lớn đề bốn chữ: Duy Ngã Độc Tôn. Châu Thanh hừ một tiếng giận dữ, dùng phách không chưởng ra một đạo kình lực. Một tiếng động như trời long đất lở, tấm bảng cùng vách đá liền bị phá tan, cát bụi tung bay mù mịt. Bảy người xông vào đại thính rồi tìm kiếm khắp nơi, thấy trước sau không một bóng người, định chắc họ đều nghe tin mà chạy cả rồi. Quỷ ảnh tử Tây Môn Liệt quay sang nói: cho lửa đốt trụi nơi đây rồi chúng ta đi thôi. Mọi người liền chia nhau nổi lửa đốt cháy xào huyệt của Thông Thiên giáo, đoạn kéo ra khóc ngoài đứng nhìn. Danh chấn võ lâm Thông Thiên giáo mấy mươi năm gian dội tiếng oai hùng, vậy mà giờ đây đã tiêu tan dưới ngọn lửa đỏ. Ngoài cốc khẩu, Châu Thanh và bảy người đứng xúm nhau đưa mắt nhìn về ánh lửa cháy. Châu Thanh khẽ hỏi Quỳnh Tiểu Phương: Phương muội, thương thế của em có sao không vậy? Tiểu Phương đưa mắt âu yếm nhìn chàng, mỉm cười và nói: không sao, chị Dân cũng đã cho thuốc em uống rồi. Dịch Tú Dân cũng xen lời giễu cợt: Thành ca, em đã thay anh chăm sóc nàng rồi đó. Châu Thanh thẹn đỏ mặt và nói: Phương muội, tốt hơn em nên về thủy phủ trước, đừng để cho lệnh sư phải nhớ mong, lâu lắm mà một tháng anh sẽ đến đó thôi. Dịch Tú Dân xen lời: chàng sẽ đích thân xin lệnh sư cho phép cưới em. Quỳnh Tiểu Phương thẹn thùng má hay hay đỏ, đưa ánh mắt lườm Dịch Tú Dân như hờn trách. Châu Thanh thật chẳng ngờ
Dịch Tú Vân lại quảng đại đến như vậy, dạng dĩ đến như thế. Chàng cười đùa và nói: Vân muội, em không ghen sao hả? Dịch Tú Vân mỉm cười, giọng trong trẻo, nàng dịu hiền nói: Có ghen đi nữa thì cũng vô ích, thà không ghen còn hơn. Câu nói đã khiến cho mọi người cười rộ. Quỳnh Tiểu Phương tuy không nỡ rời khỏi mọi người, nhất là Châu Thanh, nhưng lòng thương nhớ thầy khiến cho nàng phải hy sinh. Nàng đưa ánh mắt nhìn mọi người quyến luyến: Nếu vậy em xin cáo từ các vị. Nàng nghiêng mình chào cả mọi người. Châu Thanh khẽ bảo: Phương muội, sau một tháng chúng ta lại gặp nhau. Phương xúc động đưa tay ra siết chặt tay của chàng, rồi từ từ buông ra quay người trở về thủy phủ Động Thiên. Châu Thanh nhìn theo bóng của người yêu đến khuất dạng, chàng quay lại nói với Quỷ Ảnh Tử: Nhị sư huynh, khinh công của người tuyệt diệu, em định nhờ người giúp cho một việc. Việc chi vậy? Nhờ người tìm cho được thần phong trưởng Dương Khôi, nhân tâm thánh khất Chu Phi, Hằng Sơn trưởng môn Trúc Nam Phong, hay một trong ba người cũng được, đến có mặt tại Võ Công Sơn Phong Quả Cốc, nơi tổng đàn của Nhất Thống Hội, để gặp mặt nhau. Để làm gì vậy? Ba người này là bạn thân của nghĩa phụ em. Em muốn sau khi quyết tẩy Nhất Thống Hội rồi, kể rõ cái chết của nghĩa phụ em cho họ biết, và sự chứng minh của Thiên Tà Bát Yêu đã giết nghĩa phụ em như thế nào, đồng thời cũng lúc ấy nhờ họ làm chứng để lấy lại họ cha. Tốt rồi, chỉ việc ấy thôi ta sẽ làm tròn tức khắc. Nói dứt lời, Quỷ Ảnh Tử tung mình ra đi nhanh nhẹn như là một làn khói nhạt. Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn bóng của Quỷ Ảnh Tử khuất dạng rồi mới chậm rãi quay sang nói với Nghịch Lữ Quái Khách và mọi người: Em đã nhờ Diệu Thủ Thư Sinh điêu triệu tập các môn hạ của Quyết Cốc ngày xưa để gầy dựng lại thanh quy của Quyết Cốc. Vậy các vị sư huynh tỷ sau này sẽ là nhất môn trưởng lão của Quyết Cốc vậy. Địa Linh phu nhân lúc này nhíu mày lên tiếng nói: Sư đệ làm như thế. Châu Thanh nghiêm giọng nói: Đó là lệnh của đại mẫu Quyết Cốc phu nhân. Mọi người đồng thanh kêu à lên một tiếng như ngạc nhiên. Nghịch Lữ Quái Khách trầm giọng nói: Sư đệ, tôn chỉ võ lâm đâu đó đều có thứ tự, trên dưới phân minh. Sư đệ cùng chúng tôi xưng hô nhau là huynh đệ đã là quá đáng lắm rồi. Nài đệ đương nhiên là kẻ thừa kế của Quyết Cốc. Chúng tôi thuộc về môn hạ, đâu có dám nhận danh là trưởng lão được. Quái Khất Nhiếp Phi cũng phụ họa theo: Lời nói của nhị sư huynh rất là đúng. Địa Linh phu nhân lúc này nói: Sư đệ, em nên nghĩ kỹ. Vậy còn Diệu Thủ Thư Sinh các người ấy cũng thuộc về môn hạ của Quyết Cốc, có phải cũng đều chức vị trưởng lão chăng? Châu Thanh cười nói: Đúng vậy, việc này em đã suy tính từ lâu rồi. Như vậy thôi, quý vị đừng nên tranh luận, đó là việc sau này, có thể bẩm lại đại mẫu phán xét hộ cho. Hiện giờ chúng ta nên đến Nhất Thống Hội để lấy thủ cấp của Võ Lâm Nhất Quân, Võ Công Sơn Phong Quá Cốc. Tổng đàn Nhất Thống Hội đứng sừng sững trong dãy núi cao, uy nghi hùng dũng. Tấm bảng lớn được treo ở trước cốc khẩu lâu nay, dạng Lưu Quy Tông, bỗng nhiên bị một tiềm lực đánh rơi xuống đất, khiến cho các tài cao thủ đều phải kinh hồn. Tiếp theo là mấy bóng người từ đi vào một cách ngang nhiên. Còi báo hiệu bắt đầu rú lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của miền rừng núi. Kẻ đến có thể qua được các trạm canh ngầm mà không hề bị phát giác. Đó là một điều bất tường đối với Nhất Thống Hội. Ngày hôm nay mấy mươi bóng người áo trắng từ bên trong bay ra, vừa chạm mặt nhau với kẻ đến. Khi bọn áo trắng vừa thấy rõ đối phương, họ như thầm kinh sợ, không hẹn mà đều phải dừng chân. Trong bọn có kẻ ít bình tĩnh hơn, thốt lên tiếng sợ hãi kêu lên: Chính y, Châu Thanh đó. Kẻ đến chính là Châu Thanh. Cùng Dịch Tú Vân, mọi người tiếp theo còn thêm 100 người nữa. Đó là nhóm cao thủ của Địa Linh Cung cũng kéo đến rửa hận. Châu Thanh bước từng bước một đến cách bọn cao thủ Nhất Thống Hội, còn cách chừng 1 trượng ngoài mới bắt đầu lên tiếng nói: Kiều hội trưởng của các người ra đây nói chuyện. Một cụ già áo trắng trong đám cao thủ lướt tới trước lên tiếng nói: Các hạ giá lầm bỉ hội, không hiểu có việc chi chăng? Châu Thanh lạnh lùng trả lời: Để cử hành quyết án cho các người. Câu nói vừa dứt đầy vẻ căm hận, khiến cho ai nấy đều phải run lên.
Tất cả cao thủ của nhất thống hội đứng đó ai nấy mặt đều biến sắc. Cụ già áo trắng hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng khoác lác không sợ hổ thẹn sao? Châu Thanh gầm lên một tiếng, một chưởng liền đánh ra. Cụ già áo trắng ngay cả trở tay cũng không kịp, bị chưởng phong đánh tung ra xa. Các ai cao thủ đứng sau lưng cụ già cũng bị ảnh hưởng luồng chưởng phong mà ngã lăn nghiêng ngửa. Bọn cao thủ Địa Linh Cung làm sao quên được món nợ máu trước đây không lâu, do nhất thống hội phái Đào Hoa Lão Lão đến náo loạn cả Địa Linh Cung, giết chết đồng bọn của họ chẳng ít. Giờ đây là cơ hội trả thù, bảo sao họ chẳng thẳng tay tàn sát. Nhất thống hội đâu phải là tay vừa, một đại phái gồm thâu phân nửa bang chúng của Võ Lâm, nhân số trùng trùng điệp điệp. Bọn người của Châu Thanh có cả trên trăm, thế mà cũng bị họ dây vào chính giữa. Tiếng báo hiệu từ xa vọng lại. Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu hai trang. Tất cả cao thủ nhất thống hội vừa thấy người này đi đến, thảy đều nghiêng mình thi lễ một cách kính cẩn. Địa Linh phu nhân là người đầu tiên buông ra tiếng hừ khinh bỉ. Châu Thanh vừa gặp mặt kẻ thù, máu nóng như tràn lên trên lòng ngực. Người áo trắng bịt mặt ấy chính là nhất thống hội trưởng Võ Lâm Nhất Quân. Nhất thống hội trưởng thấy Châu Thanh, buông tiếng cười giòn xem thường. Tiểu tử, người thật là mạng lớn đó. Châu Thanh lạnh lùng quát. Võ Lâm Nhất Quân, tiểu tử người, tại mình cùng ta đã tha ngươi toàn mạng, nghĩa là có ý muốn kết liễu đời ngươi ngày hôm nay tại đây. Nhất thống hội trưởng bỗng giật nảy mình biến sắc hỏi. Tiểu tử ngươi là? Châu Thanh sấn đến một bước. Nghe rõ đây, tại hạ tức là Ngọc Diện Vô Địch Đệ Nhị. Trên hai chữ Châu Thanh lại thêm vào một chữ Cam làm họ đó. Nhất thống hội trưởng đôi mắt tròn xoe kinh dị hỏi. Ngươi là ai đây? Con trai của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Nhất thống hội trưởng vội lùi lại mấy bước thất thành nói. Cam Giang đã chết rồi, ngươi. Em trai của Cam Giang, Cam Châu Thanh. Nhất thống hội trưởng liền sực nhớ đến màn bi kịch nơi Minh Cung vừa rồi mà không khỏi toát mồ hôi trán. Ông ta cũng không thể nào ngờ được một cụ già có công lực thâm hậu khó lường kia lại là Châu Thanh cải trang. Ông ta lớn tiếng hỏi. Ý người muốn gì đây? Châu Thanh đôi mắt đỏ ngầu lấy tay chỉ vào mặt của nhất thống hội trưởng mà nói. Trước đây 18 năm, chắc ngươi còn nhớ đã bức một người đàn bà phải tự sát chứ? Người ấy chính là mẹ ta đó. Nhất thống hội trưởng lùi lại mấy bước, giọng ấm ớ như lạc hẳn đi. Tiểu tử, người... Châu Thanh cười giòn. Võ Lâm Nhất Quân, hôm nay ta phải xé xác ngươi ra, rồi lại quyết tán toàn bộ môn hạ của ngươi. Nhất thống hội trưởng đứng đờ người ra trong khoảnh khắc. Chiếc khăn trên mặt tự động rơi xuống mặt của ông ta, tỏ ra kinh sợ, quát lớn một tiếng rồi nói. Xông lên! Tất cả cao thủ của nhất thống hội như một bầy ông dở tổ ùn ùn xông ra. Cao thủ Địa Linh Cung sau khi được lệnh của phu nhân cũng bắt đầu ứng chiến. Nhất thống hội trưởng thừa cơ hội hỗn loạn, thục mình nhanh như điện chớp chạy vào trong đại thính định tẩu thoát. Châu Thanh đâu ngờ đường đường là chủ của một hội, vậy mà trước mặt môn hạ lại chuồng cút như vậy. Chàng đứng ngẩn người ra giây lát, nhờ vậy mà nhất thống hội trưởng đã khuất dạng trong cửa đại thính. Người chạy đi đâu?